Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Chiến sự Ukraine 19 tháng 3, lực lượng Kiev đang rút lui ở tay Avdiivka. Chuyên gia Đức Julian Rocke xác nhận tuyến phòng thủ của Ukraine gần Avdiivka đang rút lui về phía Tây. Nói cách khác, các binh sĩ Ukraine đang rút chạy. Binh sĩ Ukraine đang rút lui ở Avdiivka. Kênh Military Summary đưa tin các lực lượng vũ trang Nga đang hoàn thành việc dọn sạch tuyến phòng thủ phía Tây Abdiivka. Đặc biệt, lực lượng Kiev đang tháo chạy về hướng Samenivka. Kênh 71 cũng xác nhận binh sĩ Kiev đã rút hoàn toàn khỏi hai làng Tonenge và Olivka chạy về tuyến rào. Julian Röpke, chuyên gia quốc phòng của báo Bill, Đức, xác nhận tuyến phòng thủ của Kiev gần Avdiivka đang di chuyển về phía Tây, nói cách khác các binh sĩ Ukraine đang rút chạy. Vào đầu tháng 3, ông đã phân tích tình hình tuyến phòng thủ BDG, Semyonovka, Olovka, Tonenke của lực lượng Kiev. Vào thời điểm đó, ông nói rằng những binh sĩ Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững hàng phòng ngự của mình trong đó Olivka và Tonenke rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, theo chuyên gia Đức, cả hai ngôi làng đều đã bị Nga kiểm soát, còn tuyến phòng thủ đang di chuyển về phía Tây tại làng Umansko. Kênh Riba cho biết, đỏ súng ác liệt tiếp tục diễn ra ở phía Bắc và phía Tây Aptivka. Lực lượng Kiev đã thực hiện một số hoạt động trinh sát ở phía Tây Bắc Bestripke và phía Tây Bắc Rasno-Horika, tập trung vào Ocheretine và Nova Kalinove gần Tonenke, Nga tiếp tục cố gắng tiến lên và đạt bước tiến nhỏ. Diễn sự ác liệt ở Marinka, kênh Riba cho biết tại Tây Donetsk, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Krasnohorivka, nằm phía bắc thành phố Marinka, nơi lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng tiến lên bằng các nhóm thiết giáp và lĩnh dù Mặc dù có bước tiến ban đầu ở phía nam của ngôi làng, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đạt được thành công đáng kể nào. Lực lượng Kiev đang tiến hành phản kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng tên lửa phá hủy hệ thống phòng không Nga. Uranska Pravda đưa tin báo cáo tối ngày 18 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận 56 vụ đụng độ, đối phương thực hiện 5 đợt tấn công bằng tên lửa và 55 đợt không kích, tiến hành 60 đợt tấn công bằng pháo phản lực. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay của chúng tôi tiến hành không kích vào chính khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương, các đơn vị tên lửa đã phá hủy một hệ thống phòng không của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kubiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopatlovsk, Marinka, Orykov, Zaporizhia và đầu cầu tả ngạn sông Dnieb ở Kherson. Nga bắn pháo nhiều gấp 7 lần đối phương. Trung tướng Ivan Havriliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một bài viết trên Ukraine Firm ngày 18 tháng 3 rằng Mức tiêu thụ đạn pháo kể từ đầu năm 2024 là 7 trên 1, nghiêng về phía Nga. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục và nước này đang rất cần đạn pháo và tên lửa. Sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự của Mỹ do tranh cãi trong quốc hội đã tác động trực tiếp đến chiến trường góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Abdiivka. Trên thực tế, Moscow không hề giảm cường độ hỏa lực và cho rằng họ sẽ có đủ đạn pháo để thống trị chiến trường trong thời gian dài. Tướng Haveliut viết và cho biết, dự trữ đạn dược của một số loại vũ khí nhất định của Ukraine đang giảm xuống mức nghiêm trọng. Thứ trưởng cho biết, một yếu tố khác khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình là sự vượt trội của Nga về máy bay chiến đấu, điều mà các máy bay chiến đấu F-16 được chờ từ lâu sẽ có thể phá vỡ. Ông Harry Lewis nói, kể từ đầu năm đến nay trong 77 ngày, máy bay đối phương đã thả hơn 3.500 quả bơm xuống các vị trí của chúng tôi gấp 16 lần so với năm 2023. Sau cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo quân sự ngày 18 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được dữ liệu về mức tiêu thụ và cung cấp đạn dược. Theo ông, việc mua sắm và sản xuất thiết bị, vũ khí và đạn pháo cũng đã được thảo luận. Nga đang sản xuất gần 250.000 quả đạn pháo hàng tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả mỗi năm, gần gấp 3 lần số lượng đạn pháo mà Mỹ và châu Âu có thể gửi tới Ukraine. CNN đưa tin hôm 11 tháng 3 trích dẫn ước tính tình báo của NATO và các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này. Tổng thống xét, châu Âu có thể sẽ sản xuất đủ đạn dược cần thiết radio liberty đưa tin tổng thống séc bavo cho biết trong tương lai gần các công ty châu âu sẽ có thể sản xuất đủ số lượng đạn dược cần thiết cho chính họ và cho ukraine Ông nói, việc sản xuất đủ số lượng đạn pháo đáp ứng yêu cầu cần có thời gian. Điều này đòi hỏi phải tăng năng lực sản xuất của chúng tôi. Nhưng Ukraine bây giờ cần đạn pháo, chúng tôi nóng lòng chờ đợi các công ty châu Âu. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm đạn dược ở bất cứ nơi nào có thể. Chuyện đến Ukraine càng nhanh càng tốt, nhưng đồng thời chúng tôi cũng đang tăng cường năng lực của chính mình. Trong tương lai gần, các công ty châu Âu có thể sẽ sản xuất đủ lượng đạn dược cần thiết để bổ sung vào kho dự trữ của các nước châu Âu, cũng như cung cấp cho Ukraine đạn dược nếu nước này vẫn cần, Tổng thống xét nói. EU tăng tốc viện trợ quân sự cho Kiev Ukraine Firm đưa tin, trong cuộc họp báo tại Brussels, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell cho biết quỹ hỗ trợ quân sự châu Âu trị giá 5 tỷ euro, 5,44 tỷ USD được thiết kế để hỗ trợ Ukraine. Vì vậy, các nước EU có thể sử dụng quỹ này để đặt mua đạn dược và bù đắp cho việc mua hàng của họ bên ngoài EU. Ông Borrell nói: Quỹ hỗ trợ Ukraine nhằm mục đích giúp đỡ cụ thể Ukraine, chứ không phải để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Hôm nay tôi đã nói rất rõ ràng rằng, bất kỳ quốc gia thành viên nào muốn mua đạn dược bên ngoài Liên minh châu Âu đều có thể đề nghị và nhận được khoản hoàn trả xứng đáng từ Quỹ hòa bình châu Âu. Ông Borrell lưu ý rằng, các quốc gia thành viên muốn cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev có thể lấy chúng từ bất cứ đâu, từ kho dự trữ của chính họ, từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, từ bất kỳ nhà cung cấp nào trên thế giới. Chẳng hạn, sáng kiến của Cộng hòa Séc cung cấp 800.000 quả đạn cho Kiev là hoàn toàn chính đáng nhằm tận dụng quỹ hỗ trợ Ukraine để hoàn trả một phần chi phí cho các nước thành viên tham gia sáng kiến. Ông cho biết thêm, nếu các nước thành viên đồng ý sử dụng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, những nguồn tài nguyên này cũng có thể được phân bố một phần cho cơ sở hòa bình châu Âu, điều này sẽ tăng cường hỗ trợ của chúng tôi cho Ukraine. Chúng ta đã nói về chuyện này nhiều tháng nay rồi, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao chúng tôi có công cụ này, Quỹ Hòa bình châu Âu. Ông nói, Romania chấp thuận đào tạo phi công F-16 cho Ukraine. European Frada đưa tin Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã đồng ý vận chuyển một số vũ khí cho Kiev qua lãnh thổ Romania và huấn luyện phi công Ukraine trên tiêm kích F-16 tại trung tâm huấn luyện F-16 châu Âu EFTC ở căn cứ không quân Fetesti của nước này. Theo đó, ông Iohannis đã thông báo với quốc hội rằng ông đã cho phép chuyển viện trợ quân sự cho Kiev từ Phần Lan cũng như cho phép đào tạo khoảng 50 quân nhân nước láng giềng ở Romania. Vấn đề này sẽ được xem xét tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo của cả hai viện quốc hội Romania vào thứ Hai ngày 18 tháng 3. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại cuộc họp toàn thể chung tiếp theo. Việc đào tạo những quân nhân Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ở trung tâm huấn luyện F-16 châu Âu EFTC tại căn cứ không quân Fetesti dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè. Đây là trung tâm mới được thành lập và các phi công Romania bắt đầu được huấn luyện ở đó vào tháng Giêng. Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Kiev và nói về viện trợ. Kiev Independent đưa tin, theo văn phòng tổng thống, tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức cuộc gặp với thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Kiev vào ngày 18 tháng 3. Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Graham tới Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga và trong bối cảnh viện trợ của Mỹ vẫn bị đình trệ. Thượng viện Mỹ phê duyệt gói ngân sách trị giá 95 tỷ USD vào ngày 13 tháng 2, trong đó có 60 tỷ USD viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, gói này vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Thượng nghị sĩ Graham đã nhiều lần bỏ phiếu chống lại gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD và vào tháng 2, ông tuyên bố rằng mình đã nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người kiên quyết phản đối gói này. Tại cuộc họp báo ở Kiev, ông Fraham cho biết 70% đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện hiểu sự cần thiết của viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không bị ngăn chặn ngay bây giờ, sẽ có một cuộc chiến giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, với tư cách là các nhà lãnh đạo chính trị, họ cũng cần phải giải quyết vấn đề với người dân của mình, nhấn mạnh ba chủ đề trọng tâm, nợ của Mỹ, an ninh biên giới và hỗ trợ các đồng minh của Mỹ với một cách kinh doanh mới. Ông nói, nếu bạn muốn viện trợ cho Ukraine, tốt nhất bạn nên bắt đầu nói chuyện với những người nộp thuế ở Mỹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.